Mình chào mọi người, tiếp tục chuỗi những video về những ngôi chùa Huế. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người chùa Quảng Tế. Chùa Quảng Tế này á, là một ngôi chùa cũng có tuổi đời khá là lâu và kiến trúc cũng là rất là đẹp. Chùa gần đấy á, thì mới được trùng tu xong nên chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và tìm hiểu về ngôi chùa này nhé. Bắt đầu! Chùa Quảng Tế tọa lạc ở triền núi Hoàng Long, đường Thanh Hải, xã Thủy Xuân, thành phố Huế. Ngay ngã tư giao nhau đường Thanh Hải với Trần Thái Tông nhé mọi người. Tương truyền rằng chùa Quảng Tế trước kia nguyên là một thảo am của hòa thượng Hoàng Thiêu lập vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Lúc đó, đô thống trưởng phụ sự Trần Văn Năng, người được giáo chỉ huy công trình xây Đàng Nam Giao, dùng ngôi thảo am này làm bản doanh. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông. Và sau khi xây xong đàng, ông dựng chùa rồi để cho em gái đã xuất gia là Ni Cô Thanh Giảng làm nơi tu hành. Ni Cô đặt tên chùa là Quảng Tế Am. Sau đó đến năm 1830, Ni Cô cúng dường am cho bổn sư là Ngài Hải Nhu, một tăng cán của chùa Thiên Mụ thuộc thế hệ thứ 40 dòng Thiền Lâm Tế, thứ 6 của dòng Thiền Liệu Quán. Ngài Hải Nhu đã cho trung kiến và năm 1848 được vua Từ Đức ban biển sắc tử Quảng Tế Tự. Sau đó chùa được trung tu vào các năm 1904, năm 1929, năm 1938. Hòa thượng Thánh Trí đã tổ chức trung tu chùa, lợp ngói, mở rộng tăng xá, và thượng tòa Thích Chân Hương trụ trì chùa từ năm 1978 đến nay. Ngôi chùa ngày nay được xây dựng với quy mô to đẹp nhưng vẫn mang nét thanh tịnh chốn thiên môn. Những nơi khác xem video của mình có thể thấy là, nhưng mà ở Huế là vậy đó mọi người. Ở Huế có những ngôi chùa cổ rất là đẹp như thế này, rất là xanh mát như thế này, tuy nhiên lại rất là ít những khách du lịch tới tham quan, tạo nên một không khí rất trong lành, rất yên tĩnh cũng như là rất là thanh tịnh. Về kiến trúc chùa thì đầu tiên là một cổng tam quan đồ sộ lớn bậc nhất ở Huế hiện tại. Cổng mới này nằm trên đường Trần Thái Tông. Và mọi người nếu đi vào thì đi bên trái chùa nhé. Cổng tam quan chùa với hai tông màu chủ đạo là vàng và lam, với các bức hoành phi cấu đối bằng xi măng. Tuy không được khảm sanh sử nhưng các chi tiết hoa văn đều rất tinh xảo và đẹp. Hai bên có hai con rồng bằng xi măng khá lớn. Và mọi người thấy đó, các chi tiết được làm vô cùng tỉ mỉ, từng đường nét sắc sảo thể hiện được tay nghề của các người thợ là rất cao. Tầng hai của cổng chùa có tượng Phật và hai vị hộ pháp hướng vào bên trong chùa. Trên mái là cả hoa văn mấy sóng, rồng châu hộ phù đội pháp luân được sơn thiếp màu vàng. Tổng thể cổng tam quan rất hoành tráng, đẹp và cực kỳ là tinh xảo. Bên trong chùa, ngay sau cổng tam quan là một hồ nước với hòn non bộ. Trên hòn non bộ đặt tượng Quán Thế Âm bằng đá cao 5 mét, với nét mặt hiền từ đức độ, một tay cầm bình nước cam lồ, một tay bắt ấn quyết, người khoác áo y trắng. Đó là hình tượng mẹ Quán Âm hiện thân cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Xung quanh với nhiều những cây hoa cây cảnh mùa này nở hoa đẹp lắm mọi người. Nếu đi từ ngoài vào thì mọi người sẽ bắt gặp ngay
cổng tam quan cũ của chùa. Đây là cái cổng tam quan cũ của chùa này mọi người. Mình thích cái cổng tam quan cũ này bởi vì sao? Mọi người thấy cổng tam quan cũ này tuy là nó nhỏ hơn nhưng mà lại có khảm sanh sứ rất là tinh xảo, giống với nhiều những cái công trình kiến trúc của triều Nguyễn. Và cái thứ hai nữa là trên cái cổng này có nhuộm màu thời gian bởi những cái lớp rêu phong màu xanh, màu đen, nó tạo đến một cái vẻ đẹp chùa rất là cổ kính. Bởi vậy nên mình rất thích cái cổng chùa này. Mọi người mình thích cái cổng chùa nào thì bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Từ cổng tam quan cũ rẽ phải qua con đường với nhiều cây cổ thụ xanh mát, mọi người sẽ thấy ngay bức tượng Phật Thích Ca Niết Bàn. Tượng khá lớn, được làm bằng đá, nằm trên một gò đất. Mà gò đất này hoa dài phủ kín một lớp màu xanh, hoa cũng đang nở màu vàng, đẹp vô cùng luôn. Nhìn là thấy an nhiên tự tại rồi mọi người hen. Tiếp theo là tượng Đức Phật A Di Đà khá lớn, đặt trên một đài bạc giác. Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây, là hiện thân của an lành, của những điều tốt đẹp. Phật A Di Đà giúp con người thoát khỏi những khốn khổ, cùng cực trong cuộc sống, để con người hướng đến những điều thiện nhân, phúc lành. Hai bên là hai bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Trước đài có bốn trụ biểu với hoa văn bình hồ lô khắc hoa sen trên đỉnh. Phía dưới là lư hương và hai tượng sư tử làm theo kiểu tả thực. Đương nhiên cũng giống với nhiều ngôi chùa khác thì ngôi chùa này được phủ bóng bởi những cái cây cổ thụ vô cùng xanh, vô cùng mát. Và khi tới đây mọi người sẽ cảm nhận được một không khí rất là trong lành, rất là an nhiên và rất là thanh tịnh. Trước chánh điện sau cổng tam quan cũ là một khoảng sân được chia làm hai tầng, lát gạch sạch sẽ, được che chắn bởi những tán cây cổ thụ xanh mát. Tầng hai có đặt một pho tượng Phật Di Lặc màu trắng, được làm bằng đá. Sự hiền hòa, vô tư, khuôn mặt ngài luôn nở một nụ cười sảng khoái để xua đi hết muôn phiền. Vậy nên khi nhìn vào, mọi người sẽ có cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Tòa nhà chính của chùa cũng được xây dựng theo kiểu trung thiêm điệp ốc với tiền đường, chánh điện và hậu tổ. Ở đây chùa làm mảng thừa lưu hình cá chép dễ thương thật. Ngôi chánh điện khá lớn, kiểu ba gian hai trái, lợp ngói đỏ nổi bật. Trên mái là cả hoa văn quen thuộc, rồng châu Pháp Luân và long lân quý phụng. Tất cả đều được khảm nạm sanh sự tính xào. Bốn cột trước chánh điện đắp nổi hình rồng màu vàng. Hai bên tả hữu có hai vị hộ pháp cáo lớn đầy uy nghiêm, được nghệ nhân Lê Văn Duy cúng tạo vào năm 2001. Bên trong chánh điện chùa không quá cao nhưng thoáng mát và trang nghiêm, với các chi tiết hoa văn cấu đối và hoành phi sơn son thiệp vàng. Mình thấy trong chánh điện chùa thờ khá nhiều bức tượng, cao nhất là tượng Tam Thể Phật, rồi tượng các vị Bồ Tát, tượng Phật Thích Ca và hai vị A Nan và Ca Diếp. Dưới cùng là tượng nhỏ của bảy vị Phật. Hai bên là hai án thờ Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đặc biệt là pho tượng cổ Thập Điện Minh Vương của chùa rất đẹp và tinh xảo. Phía trước bên hữu là gián trống và thờ ngài hộ pháp. Bên tả là gián chuông và thờ cao nhất có Ngọc Hoàng, Vương Mẫu và ba anh em Lưu, Quang, Trương. Phía sau là gián hậu tổ thờ chư vị tổ sư và các hương linh có cống với chùa.
cả công trình phụ của chùa cùng khép kín, tạo thành chữ khẩu quen thuộc của kiến trúc chùa Huế. Bên cạnh đó, chùa có hai lầu, trống và chuông. Bên trong đặt chiếc chuông khá lớn. Và nếu ở Huế hoặc có dịp đến Huế, mọi người không nên bỏ qua một chuyến tham quan vạn cảnh chùa Quảng Tế, để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa truyền thống nơi đây. Rồi, như vậy thì hôm nay mình cũng đã vừa quay và giới thiệu tới mọi người chùa Quảng Tế, một ngôi chùa cũ, và xung quanh chùa có những ngôi tường rất là đẹp, không gian chùa cũng rất là mát và thanh tịnh. Mọi người nếu có dịp thì cũng đừng quên ghé ngang nơi đây vào tham quan, chiêm bái cũng như là hưởng được cái không gian thanh tịnh như thế này nhé. Mình cũng xin dừng video tại đây. Mọi người nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem những video sắp tới của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.